Bộ Công an Việt Nam hôm 17 tháng 2 cho biết họ vừa hoàn thành dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có điều khoản cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân người dùng mà không cần sự đồng ý của chủ thể. Theo truyền thông trong nước, dự thảo này hiện đang nhận ý kiến đóng góp từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong 2 tháng trước khi chính thức trình chính phủ phê duyệt. Bộ Công an đề xuất cấm việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người khác trong trường hợp dữ liệu được đề cập là dữ liệu cá nhân nhạy cảm làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu, bao gồm các thông tin cá nhân về quan điểm chính trị, tôn giáo, tình trạng sức khỏe, tình trạng giới tính, xu hướng tình dục, hành vi tội phạm trong số nhiều dữ liệu khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết. Tuy nhiên, bộ đề xuất trong dự thảo cho phép bên thứ ba gồm tổ chức doanh nghiệp bên xử lý dữ liệu và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân mà không cần có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong các trường hợp vì lợi ích an ninh quốc gia, cũng như công bố trên phương tiện truyền thông vì mục đích quốc phòng, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng trong số các lý do khác. Dự thảo cũng cho phép việc chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc phục vụ công tác nghiên cứu khoa học hoặc thống kê theo bộ thông tin và truyền thông dự thảo nghị định này được xây dựng trong khuôn khổ dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại việt nam trong bối cảnh vấn đề an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng được các quốc gia trên thế giới quan tâm